chuyên mục review giới thiệu chức năng và thông số của những chiếc máy ảnh kỹ thuật số thì hiện nay có rất là nhiều các bạn muốn tìm mua những chiếc máy ảnh kỹ thuật số như thế này tuy nhiên thì trên thị trường có rất là nhiều máy ảnh với những chức năng thông số khác nhau kèm theo đó là những cái giá tiền khác nhau và khi mà các bạn có nhu cầu tìm mua một chiếc máy ảnh thì đa số là các bạn không hiểu được những chức năng những thông số của máy ảnh nó như thế nào kể từ ngày hôm nay máy ảnh review sẽ cho ra mắt hàng loạt các video giới thiệu về những chức năng và thông số của các chiếc máy ảnh. xem hết các video này thì các bạn sẽ hiểu được một chiếc máy ảnh sẽ có những chức năng gì và giúp cho các bạn lựa chọn được chiếc máy ảnh phù hợp và ưng ý đúng theo gu của mình nhé. ok không để các bạn chờ lâu chúng ta cùng bắt đầu nào. hello cô chú anh chị chào mừng cô chú anh chị mình đến với kênh của máy ảnh review nha. À, chào các bạn thân yêu hôm nay máy ảnh review sẽ review giới thiệu các bạn những chức năng và thông số của chiếc máy ảnh này. À, trên tay mình đây là chiếc máy ảnh của hãng casio tên của nó là casio EXZR20 à, Một chiếc mảnh rất là xinh luôn nha Cái phiên bản đây là phiên bản đặc biệt Nó có dán cái cái logo là The Idol Master nè Thì mình đón đây là một cái băng nhạc Hoặc là một cái chương trình mà thi biểu diễn về thời trang Hoặc là về âm nhạc gì đó của của, của Nhật nha à, Và kiểu như là cái, cái hãng Casio sẽ hợp tác Với cái chương trình này hoặc là tài trợ gì đó Và họ có dán những cái logo đây là Và đây là phiên bản đặc biệt nha trên thực tế thì um, các bạn nếu mà mua máy ảnh Casio Slim ZR20 này á thực tế thì các bạn sẽ không thấy phiên bản này đâu thì bạn nào may mắn có sở hữu được cái phiên bản này thì xem như đó là cái cái việc cũng khá là quý nha Ok thì đi vào trọng tâm thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn những chức năng và thông số của chiếc máy ảnh này Vâng thì đây là cái hộp của cái máy ảnh này nha thì nếu như các bạn muốn quan tâm về thông số các bạn có thể đọc bên ngoài này các bạn cũng thấy được đây thì mình xin giải thích nó là chiếc máy ảnh này có độ phân giải của nó là 16 megapixel, rất là mạnh mẽ luôn nha. Cái ống kính góc rộng của nó là 25 mm thì giúp cho các bạn chụp phong cảnh này kia rất là rất là tối ưu. À, ống kính nó có thể là zoom quan học của nó là 8x à, và màn hình LCD nó là 3 inch. À, máy này có khả năng quay phim chuẩn là full HD. Và cái đây là 16 x này á, SR zoom này tức là zoom kỹ thuật số thì bình thường các bạn zoom quang thì các bạn có thể là zoom được 8 x nếu như các bạn tăng cường thêm zoom kỹ thuật số sẽ ra 16 x cũng khá là mạnh mẽ rồi máy này có nhiều chế độ chụp ảnh ví dụ như là chế độ HDR HDR Art thì bên trong HDR Art này nó sẽ có thêm một số tính năng hay nữa mà tí xíu mình sẽ giới thiệu cho các bạn rồi máy này có chế độ Premium Auto rồi chế độ chụp ảnh là Slim HS cái từ HS này tức là High Speed High speed tức là tốc độ cao nhé. Thì đặc điểm của một số máy ảnh Casio mà dòng cao cấp á, như chiếc máy này cũng được xem như là một cái dòng cũng là cao cấp á, thì nó sẽ có chế độ HS là chế độ chụp ảnh liên tục high speed, chụp ảnh liên tục tốc độ cao ha. Thì giúp cho các bạn là có một số tình huống đó, các bạn chụp nó sẽ ok. Rồi mình xin phép để cái hộp qua một bên và mình đi vào chi tiết nha. Thì các bạn bấm vào đây nè. Khi mà các bạn khởi động thì nó như thế này nha. Rồi đây là cái màn hình bên trong của máy nhé Thì rất là đẹp Màn hình nó rất là đẹp luôn ha Bởi vì máy này còn mới Trong trẻo sạch đẹp luôn Và máy này có ngôn ngữ là tiếng Anh Rất là dễ sử dụng nha Mình đã chỉnh qua chế độ tiếng Anh đây nè Thì máy này thì thao tác rất là dễ dàng Những cái chức năng, những phím bấm được thể hiện qua bên ngoài Máy này sử dụng thẻ nhớ là SD Cái loại thẻ nhớ như thế này nè Đây là thẻ nhớ SD Thì rất là tiện dụng cho các bạn dễ mua Tuy nhiên nếu mà các bạn có mua máy ảnh trên kênh của mình Lý Biêu thì mình cũng có tặng kèm cho các bạn những cái thẻ nhớ ha. Máy này rất là đẹp đây nè. Rồi mình xin phép đi vào một số chức năng bên trong của máy. Máy này được thiết kế nút chụp ảnh và nút quay phim như thế này được tách rời nhau như thế này thì giúp các bạn thao tác một cách được nhanh hơn. Máy này thì có cho phép mình chỉnh về đèn LED luôn nha. Đây nè, đèn LED nó sẽ có bốn chế độ là đèn LED chống mắt đỏ luôn luôn ở đèn LED tắt đèn lát và đèn lát auto. À chế độ lấy nét thì nó sẽ có những cái chế độ lấy nét ví dụ như là lấy nét AF là lấy nét auto focus, lấy nét về macro, chụp ảnh macro cận cảnh hoặc là super macro, hoặc là lấy nét MF. Và bên trong cái phần lấy nét thì nó sẽ có là lấy nét uh, thông minh, lấy nét ngay điểm giữa hoặc là lấy nét đa điểm, hoặc là lấy nét tracking. Và máy này có khả năng cho phép chỉnh về ISO, mình có thể chỉnh ISO auto hoặc là chỉnh từ 80 cho đến là 3000 máy có chế độ chụp ảnh hẹn giờ có thể chỉnh quay ba lăng à, khi mình chỉnh quay ba lăng thì máy tạo ra những cái chất ảnh chất màu nó khác nhau ví dụ như màu tươi sáng mà tông nóng tông lạnh này ở đây nha các bạn xem trên màn hình các bạn thấy là ở đây là màu tươi sáng nè các bạn nhìn đây là tươi sáng qua này nó hơi ấm hơn tí xíu nó hơi giống như là màu nắng đó. qua đây thì nó sẽ đậm hơn đó. qua đây đậm hơn nữa nè Này nó hơi vàng vàng ấm ấm nè thì các bạn chụp ảnh theo tông nóng tông lạnh mình cũng chỉnh đây nha các bạn qua đây nó sẽ lạnh nè đó rất là nhiều chức năng rồi máy này cho phép chỉnh về bù trừ sáng luôn nha à, về chế độ chụp ảnh thì máy này có khá nhiều chế độ chụp ảnh ví dụ như ở đây các bạn bấm đây một cái đó. bấm một cái nó sẽ chuyển qua chế độ là premium auto mình bấm tiếp một cái nữa là chuyển qua chế độ auto ha đó là hai chế độ hai chức năng chụp ảnh ngoài ra nó có chế độ là best shot nè các bạn bấm vào best shot thì nó sẽ cho phép mình những cái chức năng chụp ảnh khác ví dụ như đây là chụp hdr chụp uh, Văn đêm chế độ Multi sr zoom chụp uh, số phong chân dung số phong, chụp HDR art, rồi chụp toy camera, rồi chế độ soft focus, rồi light tone, pop, sepia, uh, monochrome tức là trắng đen ha. Và đây là chế độ mini archer gọi là hiệu ứng thu nhỏ. Rồi đây là wide shot, hai chế độ là slide panorama và wide shot, rồi chụp gia đình, chụp trẻ con chơi đùa, chụp ban đêm, chụp vừa chân dung vừa phong cảnh vào ban đêm, rồi chụp uh, những cái công trình kiến trúc chân dung ha đặc biệt là khi các bạn chụp chân dung thì ảnh nó sẽ là mịn da các bạn mở đây nè các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn chuyển qua chế độ portrait đó, tức là chụp chân dung đó thì nó sẽ Sit to tele photo tức là nó sẽ zoom lại và blur background đồng thời là fresh tone ha fresh tone là làm nó mượt hơn đó làm cái da đẹp hơn đó chụp phong cảnh chụp vừa chân dung vừa phong cảnh chụp trẻ con rồi chụp các thứ đây nè rất là nhiều nha nó khoảng là 40 chế độ chụp ảnh rất là mạnh mẽ luôn thiết kế của những chức năng những phím bấm trong này thì rất là mạnh mẽ luôn ha rồi ở bên ngoài của máy thì nó sẽ có hai cái cổng đây nha một cái cổng này là HDMI giúp các bạn có thể chuyển hình ảnh vào TV hoặc là livestream còn cái cổng trên này là cổng USB thì các bạn có thể sạc thông qua cái cổng này cũng như là kết nối với máy tính để mà copy hình ảnh vào trong máy tính Và bạn nào có nhu cầu mà chuyển hình ảnh qua điện thoại thì mình cũng có những cái phụ kiện để giúp cho các bạn chuyển ảnh từ cái thẻ nhớ khi mình chụp xong đó vào trong điện thoại smartphone các bạn có thể bấm vào nút set đây thì nó sẽ cho phép mình chỉnh rất là nhiều thứ cũng như đã giải thích ban đầu thì đây nè thì máy này nó có cái độ phân giải là 16 megapixel ha và nó có chức năng chế độ chụp ảnh chỉnh ảnh là theo tỷ lệ 32 tỷ lệ 169 rồi chụp ảnh với cái độ phân giải thấp hơn như là 10 megapixel hoặc là 5 megapixel vân vân đây nè đây là chỉnh về đèn led nhé mấy cái này mình cũng đã giải thích rồi à, các bạn có thể bấm vào chữ menu vào bên trong Bên trong này nó sẽ cài đặt cho mình một số chức năng khác, ví dụ như uh, zoom SR nè là là có thể là tắt hoặc là mở rồi chỉnh về lấy nét, chỉnh chụp hẹn giờ, anti-shake là chống rung thì máy này có thiết kế là có chống rung bên trong luôn nha. Chỉnh về lấy nét, chỉnh cái mở ánh sáng đèn khi mà lấy nét. Uh, Face detection là nhận diện gương mặt, uh, chế độ chụp ảnh liên tục, chế độ zoom digital. Uh, Win Noise Cut này tức là lọc tiếng ồn khi quay phim chỉnh chức năng nút NLR đặc biệt hai nút này khá là hay các bạn nào muốn biết muốn tìm hiểu thì mình sẽ có clip giải thích riêng cho các bạn mở chế độ đường lưới vân vân thì những chức năng đây nha các bạn có thể vào cái thẻ quality cái bên thì giúp cho mình chỉnh về chất lượng hình ảnh chỉnh về chất lượng quay phim chỉnh về bù trừ sáng chỉnh về ISO chỉnh về quay ba lăng chỉnh về chế độ đo sáng uh, ánh sáng đèn Chỉnh tăng giảm đèn flash, tăng giảm độ tương phản, tăng giảm về màu sắc và tăng giảm về độ contrast là độ tương phản Ở trên này là tăng giảm về độ nét, đây là tăng giảm về màu sắc và đây là tăng giảm về độ tương phản Cơ bản thì một chiếc ảnh rất là mạnh mẽ nha Ở trong phần setup thì nó có chế độ tiết kiệm pin là Eco Mode là tiết kiệm pin Ngoài ra các bạn có thể chỉnh ánh sáng đèn, độ sáng màn hình, rồi chỉnh chức năng xoay ảnh dọc xoay ảnh ngang, chỉnh về âm thanh rồi um, chỉnh thời gian, thời gian hiện tại, thời gian quốc tế, chỉnh hiển thị cái ngày lên trên ảnh, rồi chỉnh ngày tháng, cài đặt ngày tháng, uh, chỉnh về ngôn ngữ thì máy này có ngôn ngữ uh, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn, uh, chế độ chờ, chế độ uh, hẹn giờ và chế độ ngủ, cũng như là chế độ tiết kiệm pin. Ví dụ như mình chọn đây là 2 min tức là 2 phút thì sau 2 phút nếu mình không có bấm máy á, thì nó sẽ tự động tắt để tiết kiệm pin. Rồi um, chức năng red disable rất là nhiều chức năng đây nha kết nối với máy tính nè rồi video out thì nó có những cái chỉnh là chỉnh tỷ lệ quay phim là 43 hoặc là 16 9 đây nè chức năng là format hãy nhớ và reset Ok thì cơ bản đây là một chiếc ảnh rất là mạnh mẽ của hãng Casio nha máy thì nó nhỏ gọn như thế này trong lòng bàn tay rất là rất là xinh rất là gọn như thế này Vâng thì mình cũng có tham khảo hình ảnh chụp từ máy này thì cơ bản là máy này chụp rất là đẹp nha các bạn. Bởi vì độ phân giải của nó là cao rồi và dòng Casio ZR thì thực sự là những cái chiếc đời đầu ví dụ như ZR10, ZR15 đã khẳng định là những chiếc máy ảnh là chụp ảnh cho một cái chất ảnh rất là đẹp, chất lượng đặc biệt là các một số bạn nữ thích chụp ảnh theo kiểu màu tươi sáng đó thì những chiếc máy ảnh Casio dòng ZR này chắc chắn là là đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn nha. Ok thì mình mời các bạn cùng trải nghiệm chiếc máy ảnh này với máy ảnh lý bill nha Ok cảm ơn các bạn vừa xem clip nha Hy vọng đây là một cái clip bổ ích giúp các bạn hiểu hơn về sử dụng máy ảnh Thì mình xin giới thiệu các bạn mình tên là máy ảnh lý bill Hiện nay mình đang bán rất là nhiều máy ảnh trên kênh Facebook và trên Instagram Cũng tên là máy ảnh lý bill luôn nha Thì đây là hai cái kênh của mình Thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình những chiếc máy ảnh ưng ý đó Thì các bạn có thể ghé vào những cái đường link mình đính kèm thì bên mình là một cái đơn vị bán hàng rất là uy tín rất là chuyên nghiệp mình có bán máy ảnh phim máy ảnh kỹ thuật số và một số phụ kiện liên quan về máy ảnh thì mình cũng đã bán hơn 10 năm nay rồi khi các bạn có mua máy bên kênh của lý biêu á thì sẽ luôn luôn đính kèm đầy đủ các phụ kiện cho các bạn gồm có máy pin sạc pin thẻ nhớ đầu đọc thẻ nhớ dây đeo và clip hướng dẫn sử dụng thông qua cái kênh youtube của mình á thì các bạn có thể thấy được là cái cách làm việc là uy tín và chuyên nghiệp của mình như thế nào ok nếu như thấy clip này hút thì các bạn nhớ ấn nút like ấn nút đăng ký kênh cũng như các bạn nào đã từng mua máy ảnh trên kênh mình á, nếu thấy sự uy tín của mình đó các bạn nhớ thả một lời bình luận để cho kênh mình được phát triển hơn và các bạn đến sau có thể tin tưởng nhiều hơn. trường hợp các bạn nào thấy được những đóng góp, những chia sẻ của mình hữu ích mà các bạn muốn tặng cho mình một ly cà phê thì các bạn có thể nhấn vào nút chức năng super thanh trên youtube nhé. ok, mình là máy ảnh review, các bạn nhớ follow kênh mình để biết thêm nhiều thông tin về máy ảnh nhé.